Honda Civic rất đẹp anh chị. Mới vừa tắm rửa xong và mới quấn bát xong và mới sơn cản trước xong. Anh em mua về sẵn đi, mới vừa bảo dưỡng xong hết rồi. Có 225 triệu là anh em đã có con Civic 208 số sàn MT. Động cơ dòng này máy 1.8 anh chị nha, phun xăng điện tử, cảm biến, màn hình đầy đủ, màn Android luôn. Anh em mua về sẵn đi, ABS, túi khí, xe rin không lỗi. Hả? Để đây luôn đây Tài, để luôn tôi quay luôn. Tới xíu đi Tài, qua đây cho mát. Form dáng quá đẹp luôn chị. Em mới quấn bát cả xe luôn, mới tanh luôn anh chị nha. Anh chị mình mua về là sẵn đi, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu nha. Đó, máy gầm số ngon, sơn si đẹp, mua về đi thôi. Đó, dàn ghế tông sập tông luôn, đúng theo phong cách riêng của xe luôn nè anh chị ha. Tới đây luôn nè Tài, thôi để đây cũng được, để đây cũng được. Máy gầm số nè, lớp vỏ nè, đẹp không? Rất là ok anh em ha. Túp lô, túp ly đúng đẹp luôn nè anh chị ha. Keo chỉ nguyên bản xe riêng không lỗi nha. Có 225 triệu thôi, 2008, bắt cửa bản lề nè anh chị nhìn nè. Bông điện nó riêng hết nè, vô lăng nè, túi khí ABS nè, màn Android nè anh chị ha. Đó, form dáng đẹp, trần là đi theo xe. Đó, dàn ghế rất là mới luôn. Đánh cục mình á. Túp lô, túp ly đẹp không? Túp lô, túp ly quá mới luôn nè. Keo chỉ là riêng hết chị nha. Keo chỉ riêng cả xe luôn chị nha. Anh chị mua về việc lên xe đi thôi. ABS, túi khí, bốn vỏ mới, lòng về máy về riêng luôn anh chị nha. Đó, dòng về máy về riêng cho xe. Gầm bệ là 10 điểm luôn anh chị nha. Để mở cấp sau này mình xem nha. Form dáng đẹp lắm. Gầm đó nè. Cây bô mới tinh chứng tỏ một điều là xem đi ít cây số anh chị ha. Gầm bể đẹp, bon điện keo chỉ riêng hết chở xe. Có 225 triệu thôi. Bên em Civic còn tới 3 xe là anh chị ha. Một em là đời 2012, form mới 355 triệu. Một chủ từ đầu bao hồ sơ. Một xe là 208 số sàn 225 triệu. Một xe 208 số sàn màu đen, đi nhiều cái số hơn tí, 220 triệu. Anh em qua lựa chạy thử thoải mái nha. Ở chi nhánh 11 và chi nhánh số 2 anh chị ha. Bon điện, nách cửa riêng hết, máng số riêng hết nha anh chị nha. Rồi để em vô nổ máy cho nên mình nghe tiếng máy nha. Xe đang nổ luôn nè anh chị ha. Đồng hồ xe này đi 142.000 cây số anh chị nha. 142.000 cây số ha. Túp lô, túp ly quá đẹp luôn nè. Trần quá ngon luôn anh chị ha. Nói chung thì xe này còn khá là mới và khá bốc lửa. Nút đề start up luôn anh chị nha. Đó. Anh chị mình mua về lên xe đi thôi. Gương kính chỉnh điện nè. Giờ mày thì chưa có gặp gương anh chị nha. Chưa gặp gương, chỉnh điện thôi. Kính bấm xuống là auto, bấm lên bấm bình, bấm cơ bình thường anh chị ha. Máy móc là khỏi phải chê, máy riêng số riêng anh chị nha. Keo chỉ riêng nguyên bản, xe này cho xin phép khẩu cần mở nắp còi anh chị nha. Chạy mới có 100.000 hơn, mấy xe này anh em mình đi 300.000 chưa chắc đổ hơi, nó khẩu cần mở mới công cực. Bon điện riêng hết, bình lắc khô xịn luôn, máy móc cực kỳ máy luôn. Anh em mua về việc lên xe đi thôi, bao xài, bao chạy, bao kén, bao quay đầu nha. Thì anh em nào ưng mẫu này thì liên hệ cho em qua số 0866 678 971 để gặp Nhân, hoặc 0834 333 3371 để gặp Cường. Địa chỉ anh em cứ gọi lên Google Thịnh Bến Tre thì vị trí là tới. Xe này được đăng kiểm vào tháng 4 2024, bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu nha. Rồi anh chị nào thích mẫu này liên hệ cho em nha. Cảm ơn em mình nhiều và anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn từ bên em Thịnh nha.